Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040. Đây là cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển, hướng đến mục tiêu xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành cực tăng trưởng kinh tế năng động, bền vững của Quảng Ninh và là vùng kinh tế trọng điểm khu vực Bắc Bộ. Hiện nay, thành phố Móng Cái đang tích cực khẩn trương phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện việc lập, trình duyệt các phân khu chức năng của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Là thành phố nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, Móng Cái có nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa lớn để phát triển kinh tế xã hội, nhất là kinh tế biên mậu, du lịch, dịch vụ, logistics. Qua 5 năm triển khai công tác xây dựng, thu hút đầu tư theo đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tốc độ đô thị hóa của Móng Cái là khá nhanh, bộ mặt đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ đã đạt được những bước tiến vượt bậc so với trước. Với tổng diện tích tự nhiên trên 121.000 ha, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là khu kinh tế cửa khẩu có diện tích lớn nhất trong 28 khu kinh tế cửa khẩu trong cả nước. Trong đó, quỹ đất dự trữ phát triển mới là gần 16.000 ha, đủ điều kiện thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn mang tính động lực. Với quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiều nhà đầu tư chiến lược như Vingroup, Sun Group, FLC, TNT, Ecolon, Amanta, Bến Thành Holding, Tập đoàn Tech Hong, Công ty Cổ phần Trung Chính đã đến nghiên cứu, tìm hiểu, đề xuất ý tưởng và triển khai đầu tư các dự án quy mô lớn, đột phá. Đã có trên 230 dự án phát triển hạ tầng được triển khai tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, trong đó đặc biệt là dự án cầu Bắc Luân 2 sau khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019, đã tạo ra bước đột phá mạnh mẽ trong hoạt động xuất nhập khẩu. Chỉ tính riêng trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Luân 2 vẫn đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, trở thành cửa khẩu có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Bên cạnh đó, cảng ICD Thành Đạt và cầu phao tại km 3+4 cũng là hạ tầng quan trọng để thúc đẩy giao thương hàng hóa hai bên biên giới. Các tuyến đường giao thông kết nối các khu vực của khu kinh tế cửa khẩu cũng từng bước được đầu tư hoàn thiện. Những kết quả nổi bật trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi để Móng Cái được công nhận là đô thị loại 2 vào năm 2018, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Quảng Ninh cũng như của cả vùng Đông Bắc. Từ khi mà người dân thành phố Móng Cái đón nhận cái quy hoạch điều chỉnh của chính phủ về cái khu không gian kinh tế của Móng Cái cửa khẩu thì chúng tôi thấy là người dân rất là phấn khởi, bởi vì đây là một cái động lực tinh thần. Cái không gian kinh tế của Móng Cái nó được xem mở rộng, tạo cái động lực phát triển trước hết là cái kinh tế thương mại, cái thứ hai là kinh tế dịch vụ, cái thứ ba là kinh tế nông nghiệp, cái thứ tư là kinh tế dịch vụ cảng biển và du lịch biển, để phục vụ như vậy là cho cái phát triển xây dựng cái kinh tế và đồng thời như vậy là đảm bảo cái quốc phòng. Với hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái cũng đã thu hút được trên 100 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh. Trong đó có hơn 30 dự án vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Móng Cái giai đoạn 2015-2020 đạt 15,02% trên năm, vượt kế hoạch đề ra, cao hơn mức trung bình của cả tỉnh. Tổng lượng khách du lịch tăng bình quân 31% trên năm so với giai đoạn 2010-2015. Tại khu công nghiệp Hải Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học Tech Hong Ngân Long đã đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất sợi với diện tích 35 ha với công suất 370.000 cọc sợi một năm, vốn đầu tư 300 triệu đô la Mỹ, giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trong khu vực các địa phương miền Đông Quảng Ninh. Khu công nghiệp Hải Yên cùng với dự án nhà máy sợi của tập đoàn Tech Hong sẽ là một động lực quan trọng của thành phố Móng Cái và tỉnh Quảng Ninh để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đánh giá sơ bộ kết quả phát triển trong giai đoạn vừa qua cho thấy,
khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là một trong những khu kinh tế thành công nhất trong 28 khu kinh tế cửa khẩu cả nước. Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có những cái kết nối hạ tầng xuyên suốt từ cửa khẩu Bắc Luân 2 đến tận Hà Nội và vành đai đến tận Lạng Sơn nữa, thì nó đã kết nối được những cái vùng sản xuất và đến cái vùng tiêu thụ sản phẩm, nó thông suốt. Và đặc biệt là cái cao tốc Vân Đồn Móng Cái được hình thành, nó tạo điều kiện rút ngắn thời gian, đặc biệt là cái hàng hoa quả xuất khẩu của cái những vùng nông sản ở trong nước xuất khẩu đi các cái cửa khẩu quốc tế, thì nó đảm bảo cho tất cả doanh nghiệp ấy được cái những cái sản phẩm ấy được đến với người tiêu dùng, nó đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tương lai phát triển của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái còn rộng mở hơn nữa khi ngày 16 tháng 3, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 368 đồng ý phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040. Theo đó, phạm vi quy mô lập quy hoạch căn cứ theo ranh giới của cửa khẩu Móng Cái với diện tích tự nhiên khoảng 121.197 ha, bao gồm toàn bộ 17 đơn vị hành chính của thành phố Móng Cái và 5 xã thị trấn của huyện Hải Hà. Tính chất, chức năng của khu kinh tế được xác định là trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ và hành lang kinh tế Côn Minh, Trung Quốc, Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái, Hồng Thành, Trung Quốc. Là trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu, công nghiệp và cảng biển, dịch vụ tổng hợp của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Là khu du lịch quốc gia có tính chất du lịch biển đảo, thương mại cửa khẩu, là đô thị biển hiện đại và bền vững, khu vực có vị trí đặc biệt chiến lược, quan trọng về an ninh quốc phòng. Quy mô dân số của khu kinh tế đến năm 2040 đạt khoảng 460.000 người đến 470.000 người. Định hướng phát triển không gian tổng thể của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái theo 3 hành lang, gồm hành lang đô thị, dịch vụ dọc quốc lộ 18, hành lang du lịch, nông nghiệp và dịch vụ cảng, hành lang sinh thái và biên giới và hai vùng phát triển động lực là thành phố Móng Cái và khu đô thị công nghiệp cảng biển Hải Hà. Cấu trúc phát triển không gian chia thành 5 khu vực chính. Khu A, khu trung tâm thành phố Móng Cái phát triển theo cấu trúc vành đai và hướng tâm. Trong đó phát triển các khu đô thị, dịch vụ tập trung phía Bắc đường ven biển, khu vực phía Nam phát triển hệ thống cảng biển, hậu cần cảng và các khu công nghiệp chế tạo công nghệ cao, kết hợp phát triển dịch vụ du lịch cao cấp. Khu B, khu vực Hải Hà, định hướng phát triển khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, khu công nghiệp Hải Hà 1, khu công nghiệp Hải Hà 2, theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Khu C, khu đô thị dịch vụ tích hợp gồm các chức năng, khu công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics và các dịch vụ công cộng chất lượng cao. Khu D, khu du lịch biển đảo với chức năng, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp. Khu E, dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn. Những định hướng được xác định trong điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 đã kế thừa cơ bản những định hướng lớn của quy hoạch chung được phê duyệt năm 2015, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa định hướng không gian phát triển được tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định lại tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, cũng như những định hướng phát triển lớn của quốc gia. Đồng thời, việc quy hoạch được phê duyệt là tiền đề để khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đã định hướng cho việc quy hoạch, cũng như xác định các chương trình, dự án hạ tầng ưu tiên đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Quy hoạch chung được điều chỉnh sẽ là căn cứ pháp lý để thu hút và mời gọi các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố Móng Cái, từ đó tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và ổn định. Các doanh nghiệp Móng Cái sẽ có nhiều cơ hội để tham gia các chuỗi phát triển kinh tế, từ đó đem lại các lợi nhuận và phát triển năng lực cạnh tranh, tạo được công việc ổn định, thu nhập cho người dân và người lao động. Trong một tương lai gần thì người dân và doanh nghiệp Móng Cái sẽ được làm việc, được sống, phát triển kinh tế trong một không gian đô thị văn minh và hiện đại. Hiện nay, các dự án hạ tầng động lực đang được khẩn trương thi công, đảm bảo tiến độ từng bước hiện thực hóa quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.
tháng 4 năm 2019, dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được khởi công xây dựng. Các hạng mục thi công của dự án đang được đẩy nhanh tối đa, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021. Với tuyến cao tốc này, Quảng Ninh sẽ có tuyến cao tốc xương sống dài 200 km kết nối đồng bộ từ thủ đô Hà Nội qua thành phố Hải Phòng đến Móng Cái, giảm thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Móng Cái từ 7 giờ hiện nay xuống chỉ còn 3 giờ. Cùng với đó, bên phía Quảng Tây Trung Quốc cũng đã đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ từ Đông Hưng vào nội địa bằng các tuyến đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao. Thông qua đó, hình thành một hành lang giao thương thuận lợi nhất trong khu vực. Đây là lợi thế mở ra những cơ hội phát triển mới, thực sự đột phá cho khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Về các cái giải pháp của đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án, thì chủ đầu tư chúng tôi là huy động các nhà thầu có đầy đủ năng lực, thiết bị, con người huy động thi công trên toàn tuyến. Và đặc biệt hơn nữa, đấy là đảm bảo cái dòng tiền thanh toán cho các nhà thầu kịp thời để cái việc mà cung ứng vốn nó không bị gián đoạn do cái việc mà thiếu vốn thi công. Song song với đó thì chúng tôi tăng cường các lực lượng giám sát trên toàn tuyến để làm sao đấy vừa bám sát tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng. Ngoài ra thì cũng được sự là hỗ trợ và tích cực của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và như trên địa bàn thành phố Móng Cái thì là của Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái và các địa phương chúng tôi đi qua. Các anh ấy rất là tạo điều kiện hỗ trợ về việc giải quyết các cái vướng mắc về mặt bằng và đặc biệt về các cái mỏ đất bãi thải trên toàn tuyến. Cầu Ca Long 2 nằm trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, bắc qua sông Ca Long, nối đôi bờ đông tây của thành phố Móng Cái, có chiều dài trên 410 m, đang được công ty 479 Hòa Bình gấp rút thi công. Những ngày này, công ty đã huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công 3 ca liên tục. Hiện tại bây giờ là công trình là thi công vào tháng 11 năm 2020. Thì đến bây giờ là cũng đã đến là được sản lượng là 65-70%. Thì để mà kịp tiến độ như chủ đầu tư đề ra là 31 tháng 12 năm 2021 xong. Thì với cái sản lượng 4% nữa thì chủ đầu tư cũng yêu cầu công ty. Và công ty cũng có cái phương án là thứ nhất là tăng người, tăng thiết bị để mà tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Làm 24/24 để thực hiện khối lượng hoàn thành là trong năm 2022. Cùng với đó, một loạt các dự án hạ tầng mang tính động lực cũng đang được đầu tư xây dựng, như tuyến đường kết nối từ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến cảng Vạn Ninh - Vạn Gia. Tuyến đường ven biển liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ cầu Voi, xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335 giai đoạn 1. Thành phố Móng Cái đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược triển khai thi công các dự án động lực như đường ven biển Hải Hà - Móng Cái, khu hợp tác kinh tế qua biên giới khu vực đầu cầu Bắc Luân 2, khu tổ hợp công nghiệp dịch vụ và logistics phía nam sông Lục Lầm, trung tâm giao dịch hàng hóa nông lâm thủy sản châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng khu công nghiệp Ninh Dương - Vạn Gia, cảng biển Vạn Ninh và dịch vụ hậu cần sau cảng, khu du lịch Trà Cổ - Bình Ngọc, quảng trường Sa Vĩ và hạ tầng khu du lịch Trà Cổ. Triển khai quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thành phố Móng Cái đang tích cực phối hợp bộ các sở ban ngành liên quan thực hiện việc lập, trình duyệt các phân khu chức năng của khu kinh tế cửa khẩu thuộc địa phận Móng Cái. Trong đó, tập trung triển khai ngay các phân khu tỷ lệ 1/2000 trong quý 2/3/2021 làm cơ sở triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 để thu hút đầu tư. Tới đây thành phố sẽ khẩn trương trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng để đảm bảo đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất 2021-2030. Ưu tiên triển khai các quy hoạch chi tiết của các nhà đầu tư chiến lược đã triển khai nghiên cứu, tập trung giải phóng mặt bằng, tập trung đầu tư các cái dự án trọng điểm, động lực về cơ sở tầng khung, đặc biệt là các cái trục giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển, cửa khẩu và hạ tầng logistics để thúc đẩy liên kết vùng. Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đang đứng trước những vận hội mới, cơ hội mới để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những cửa ngõ mở ra thế giới của nước ta. Là trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của vùng Bắc Bộ,
đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện của phía Bắc, góp phần vào sự phát triển hưng thịnh của cả quốc gia.